thưa quý khách hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn giống thủy sản Đông Thành VN là một đơn vị sản xuất giống tôm sú và tôm thẻ chân trắng hàng đầu. Mục tiêu cung cấp con giống chất lượng nhất, đem lại hiệu quả nuôi cao nhất cho bà con là mối quan tâm hàng đầu của toàn thể đội ngũ ban lãnh đạo, kỹ sư, nhân viên và công nhân trong công ty. Sau hơn 20 năm thành lập, công ty trách nhiệm hữu hạn giống thủy sản Đông Thành VN đã đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, tăng sản lượng lên gấp đôi và luôn đảm bảo chất lượng con giống tốt nhất. Công ty trách nhiệm hữu hạn giống thủy sản Đông Thành VN mong muốn đem hết khả năng của mình, cùng với quy trình sản xuất tiêu chuẩn nhất để cho ra nguồn tôm giống chất lượng cao, áp dụng triệt để quy trình an toàn sinh học, đảm bảo tốc độ tăng trưởng tối ưu, đáp ứng nhu cầu bức thiết cho bà con nuôi tôm hiện nay. Mục tiêu hướng đến của công ty chúng tôi, trở thành một trong những công ty hàng đầu về tôm giống, cho chất lượng tôm giống tốt nhất, dịch vụ chăm sóc tốt nhất, phong cách và chuyên môn tư vấn chuyên nghiệp hoàn hảo nhất, luôn nâng cao giá trị sống bà con nuôi tôm và công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn giống thủy sản Đông Thành VN là nơi đáng tin cậy để bà con có thể trao đổi, chia sẻ và gửi gắm niềm tin thành công trọn vẹn. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn giống thủy sản Đông Thành VN, địa chỉ Khánh Nhân Nhân Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận, điện thoại 0918 890 199, hotline 0915 335 779. Xin cảm ơn, kính chúc quý khách hàng vụ mùa thành công và thắng lợi. Trân trọng kính chào.